chúng ta nói về những điểm tương đồng của hai nhạc sĩ anh Bằng và Lam Phương, thì em được biết là anh rất là thân với cả hai nhạc sĩ này, thì anh có nhận thấy là họ có những điểm gì mà khác nhau hay không? Có chứ, tuy là không ít nhưng mà tôi không nhiều nhưng mà cũng có. Thưa quý vị, cái điểm mà đặc biệt mà rõ ràng nhất và cũng như khác biệt lớn lao nhất giữa hai nhạc sĩ mà tôi nghĩ rất ai để ý tới đó là cái vấn đề thơ phổ nhạc. Trong khi nhạc sĩ Anh Bằng có đến 200 bài nhạc phổ thơ của rất nhiều thi sĩ, nhưng mà ngược lại, Lam Phương không hề phổ một bài thơ nào cả, mặc dù ông là rất thích thơ văn, thưa quý vị. Và vâng, đúng như vậy, thưa quý vị. Thì nhạc sĩ Lam Phương có tâm sự rằng mặc dù rất là yêu thơ, nhưng ông sợ nếu như mà phổ nhạc không khéo thì sẽ làm mất đi cái hay của bài thơ, cho nên ông không dám thực hiện điều này. Vâng, đây là cái lời rất là khiêm nhường của ông. Còn một cái điểm khác biệt thứ hai cũng không kém phần quan trọng và nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến vấn đề sáng tác, thưa quý vị. Đó là vấn đề hôn nhân. Như chúng ta đã chia sẻ lúc nãy, cuộc đời của nhạc sĩ Lam Phương về tình ái hơi lận đận. Ông đã có 3 lần đổ vỡ, để rồi bây giờ ngồi hát bản một mình. Nhưng mà trong khi đó, thì nhạc sĩ Anh Bằng may mắn hơn, bởi vì ông vẫn hiện đang sống hạnh phúc với người vợ mà ông, người vợ duy nhất, người bạn đời duy nhất mà ông đã sống chung từ hơn nửa thế kỷ vừa qua. Nhưng mà ngược lại, cũng chính vì thế cho nên nhạc sĩ Lam Phương có nhiều cảm xúc để sáng tác tình ca, dù là những cảm xúc vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau. Trong khi nhạc sĩ Anh Bằng mặc dù rất là đào hoa, nhưng ông có cuộc sống tình cảm rất là bình lặng. Vì thế cho nên ông hay tìm cảm xúc qua những bài thơ mà ông tình cờ đọc được. Khi mà ông đọc một bài thơ nào mà ông hứng thú là ông phổ nhạc ngay, không cần biết tác giả là ai cả, thưa quý vị. Và vâng, thưa quý vị, đến điển hình đó là hai nhạc phẩm sau đây, thì nhạc sĩ Anh Bằng đã phổ nhạc từ thơ của thi sĩ Phạm Thành Tài, người mà ông chưa hề quen biết hay là gặp mặt. Và cho đến khi tìm được tác giả để chia sẻ tác quyền thì nhà thơ đã ra người thiên cổ. Và thưa quý vị, nếu nhạc sĩ Lam Phương khiêm nhường, e ngại nếu mà sợ phổ nhạc không khéo sẽ là mất đi cái hay của bài thơ, thì ngược lại, hầu như bất cứ bài thơ nào mà nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc đều trở thành nổi tiếng. Thí dụ như nhạc phẩm Kỳ Diệu, Khúc Thủy Du, Chuyện Hoa Sim hay là Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về mà quý vị đã thưởng thức lúc nãy, vân vân. Và sau đây kính mời quý vị thưởng thức một liên khúc gồm có 2 nhạc phẩm cũng rất được nhiều người yêu thích mà nhạc sĩ Anh Bằng đã phổ nhạc qua thơ của thi sĩ Phạm Thành Tài, bài Anh Còn Yêu Em với tiếng hát Diễm Liên và Anh Còn Nợ Em qua giọng hát Thế Sơn. Anh còn yêu em như rừng lửa cháy, anh còn yêu em như ngày xưa ấy. Chiều xuống mờ sương, cửa đóng rèm buông, gối kề bên gối, môi kề bên môi. Anh còn yêu em đường xanh ngực nở, anh còn yêu em lòng tim dạn vỡ. Bạch đàn thâu đêm, bạch đàn thâu đêm, thầm thì tóc rũ, anh còn yêu em. Anh còn yêu yêu em ngời trong giọt máu, anh còn yêu em bờ vai 16, cánh môi thơm mềm
nồng nàn hương ấm, anh còn yêu em. Trong giọt máu anh còn yêu em, bờ vai mười sáu, cánh môi thơm mềm nồng nàn hương ấm, anh còn yêu em, anh còn còn nợ em.